Sưởng gỗ Quang Minh xin chào tất cả các bác. Hôm nay sẽ quay video clip để giới thiệu với các bác một tác phẩm Tam Dương ôm đá tự nhiên rất là đẹp các bác nhá. Đây là một tác phẩm gia đình nhà dê siêu VIP luôn. Tác phẩm này bên em là chất liệu là gỗ hương ta nhá. Tác phẩm này thì rất là có giá trị này. Vừa là một khối gỗ hương ta liền khối rất là to và vừa ôm đá tự nhiên cực kỳ đẹp. Các bác có thể nhìn kỹ nhá. Đây là phần đá tự nhiên hoàn toàn luôn. Một khối gỗ hương ta rất là già nhũa. Và trong đó thì ẩn bên trong đó thì còn có gỗ, còn có đá tự nhiên nữa nhá. Cho nên là đây là một cái tác phẩm rất là VIP và rất là mới lạ và cực kỳ nặng luôn. Tác phẩm này bên em phải hai người mới có thể bê lên được nhá. Tác phẩm này bên em thì hiện đang bán với giá là 12 triệu đồng. Sau đây thì sẽ quay sát hơn để các bạn có thể chiêm ngưỡng được tác phẩm này nhá. Nổi bật nhất của tác phẩm này, quay sát cho các bác thấy là hình ảnh của chú dê bố rất là đẹp, vì đây là tác phẩm gia đình dê nhá. Ở trên này là hình ảnh của chú dê bố này đang đứng ở nơi cao nhất, như là đang bảo vệ cho gia đình của mình. Một tác phẩm rất là đẹp. Nếu như bác nào yêu thích tác phẩm này, cứ để lại tên và số điện thoại cho bên em, hoặc là nhắn tin trực tiếp cho bên em qua fanpage Facebook là Sưởng gỗ Quang Minh hoặc là Sưởng gỗ Quý Quang Minh các bác nhé. Hai tác phẩm này thì bên em rất là đẹp, các bác có thể nhìn thấy này, từ cái phần diện mặt nhá, ánh mắt này và đôi tai rất là tôn vinh, và cái cặp sừng được tự nhiên bên em đục rất là chắc chắn và trông cực kỳ là khỏe mạnh và rất là oai phong. Dáng đứng của chú dê nhá, co một chân, và cái chú dê thì khoác lên mình một cái bộ lông cực kỳ là mềm mại, các bác có thể thấy là từ cái đường nét đều được tự nhiên bên em đục đẽo này, chặt tỉa rất là tỉ mỉ để đục nên một cái những cái tác phẩm nó sống động như thế này. Tự nhiên chú dê bên em phải là tự nhiên hàng đầu mới có thể đục được cái tác phẩm như thế này nhá. Các bác nhìn trên cái phần diện mặt này, ánh mắt này, cái phần nếp nếp mắt này, hay là cái phần cơ mặt này, mũi miệng đều được tự nhiên bên em là y như là một chú dê thật đó. Các bác có thể thấy cái dáng trông nó không hề bị cứng mà nhìn nó rất là mềm mại, hài hòa cái tổng thể cả tác phẩm nhá. Đó, các bác có thể thấy là một tác phẩm rất là hài hòa. Tác phẩm này thì bên em có kích thước là cao 76, ngang 56 và sâu dày là 32 phân. Tác phẩm này thì bên em đang bán với giá là 12 triệu đồng nhá. Rất là đẹp, từ cái phần dê mẹ được cả một cái bộ lông khoác lên mình trông rất là mềm mại, như là một bộ lông chú dê thật luôn, mà kể cả từ cái bóng chân, bóng vuốt đến cái phần đuôi đều được tự nhiên bên em đục rất là kỹ và rất là tỉ mỉ. Các bác nhìn qua livestream cũng có thể tự cảm nhận được là đây là một cái tác phẩm bên em đục siêu VIP luôn, từ chọn lựa gỗ đến nghệ nhân đục này, giá thành đều rất là hợp lý. Một tác phẩm siêu VIP siêu đẹp đấy, các bác nhìn cái phần là chú dê mẹ nhá, rất là đẹp, đang hướng về gia đình mình. Đó, một cái tác phẩm một sự kết hợp rất là hài hòa. Dê to thì rất là sống động và trông rất là tinh nghịch đấy, các bác có thể nhìn này, cái dáng đứng của chú dê con trông cực kỳ tinh nghịch luôn, cái ánh mắt diện mặt dê con trông nó hồn nhiên hơn dê bố mẹ rất là nhiều, các bác cũng có thể cảm nhận thấy đúng không ạ, rất là đẹp. Tác phẩm này của bên em cực kỳ là có giá trị, các bác nào các bác có thể đặt tác phẩm này ở phòng khách này, bàn làm việc cũng được, hay là đặt ở cạnh bàn thờ đều rất là đẹp. Dê thì là một con vật rất là gần gũi, thì để cầu mong sự may mắn cũng như là thành công trong công việc, và đối với dân kinh doanh đặt tượng dây tài lộc là ám chỉ khi nguồn lực tài chính bất ngờ đến và kèm theo đó là sự may mắn trong kinh doanh. Vì thế nên là những bác nào mà làm ăn kinh doanh hay là tuổi dê hay là yêu thích tượng dê thì không nên bỏ qua tác phẩm này các bác nhé. Rất là đẹp, một tác phẩm mà mang đến may mắn, thu hút tài lộc, đem đến vận may và điềm lành. Vì biết một tác phẩm bên em đều lựa chọn từ gỗ này, một cái phôi gỗ, một khối gỗ to, bạch ruột và ôm đá tự nhiên, sau đó được tự nhiên hàng đầu về đục dê đục và hoàn thiện PU thì đều tại Sưởng gỗ Quang Minh. Cho nên là các bác có thể nhìn thấy là một tác phẩm hoàn hảo không tì vết. Nếu như bác nào yêu thích thì có thể nhắn tin gọi điện cho bên em qua hai số điện thoại là 098 728 7557 hoặc là 097 970 4668. Tác phẩm siêu đẹp siêu VIP để cho các bác cảm nhận nhé. Nếu như bác nào yêu thích tác phẩm này thì có thể vào fanpage Sưởng gỗ Quang Vinh hoặc là Sưởng gỗ Quý Quang Vinh để cập nhật các cái mẫu mới thường xuyên nhất nhé. Cảm ơn các bác đã xem video clip livestream về tác phẩm Tam Dương của Sưởng gỗ Quang Vinh. Cảm ơn các bác.